Trời ơi. Trời ơi, họ ôm nhau kìa. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Chú. À, người nhà với nhau mà ha. Trời ơi, cũng phải chắc mười mấy năm rồi em mới gặp lại anh đó. Ừ, mười mấy năm rồi đó. Thấy anh vợ khác không? Mà sao hồi đó anh không dơ mà giờ anh mập dữ vậy? Thì bây giờ anh trổ mã ra. Ê, bây giờ anh đẹp trai ngày xưa đúng không? Ê, trời ơi, nó nghe nè. Mẹ xíu em không nhận ra anh luôn á. Trời ơi, dễ thương quá. Hey, buông ra. Hey, chào chú. Ủa anh Tùng, vậy mà dám nói với tôi là không đi coi mắt ha? Dối lòng. Ủa cái anh Tùng. Tôi nghĩ bà nên nói thẳng. Không được bà ơi, bây giờ nếu mà nói ra gia đình anh ấy mà biết á thì chết anh ấy. Với lại tụi tôi cũng đã có thai chứ gì. Có thai cái gì bà nội? Chứ đã là đã gì? Đã quyết định đám cưới nhau mà đi vô duyên à? Đi về. Ê, tính tiền nè. Đầu óc mình giờ này sao á thôi, trong đầu cứ lởn vởn cái gì đâu mà có bầu có thai. Trời ơi, chúc mừng chị nụ. Chúc mừng cái gì? Có bầu đúng không? Tào lao à. Ủa sao vừa nói mà muốn nói mình có bầu có thai gì? Có rồi đúng không? Thôi đừng giấu. Bây giờ single mom không là cái gì đâu, bình tội thường. Tội nghiệp cho cậu lắm đó. Ủa gì tôi làm gì bà mà tự nhiên bà có bầu bà chỉ tội nghiệp tôi là sao? Cô cho ly cà phê đá đi, cho ly cà phê đá nói chuyện. Tôi thương cậu quá. Ôi, bậy, tự nhiên ai làm có bầu đã chỉ qua thương tôi là sao? Trời ơi, tôi không phải nói chuyện đó. Chuyện có bầu là không có. Tôi đang nói chuyện của cậu đó. Chuyện tôi sao? Thương lắm. Trời ơi, chị Nụ ơi. Chắc là bây giờ đang buồn lắm đúng không? Chị nói gì nãy giờ? Nghe nè. Tôi không hiểu gì luôn. Khóc ra hết đi. Mắc gì tôi khóc, tự nhiên tôi buồn cái gì là sao? Thương người ta làm chi? Để rồi người ta cắm sừng lên đầu vậy, buồn lắm đúng không? Khóc đi. Không hiểu từ nãy giờ chị nói cái đừng gì. Đừng có nén nữa, khóc ra hết đi. Tôi nén tới ông nội tôi hả? Nãy giờ tôi vô đây tôi không biết cái gì đâu mà kêu tôi nén vậy. Tự nhiên bà đứng bà nói bà có bầu xong bà thương tôi, rồi tùm lum tùm la hết từ nãy giờ không hiểu một chữ. Đang nói chuyện của ai bây giờ? Đang nói chuyện của cậu. Tôi chia sẻ với cậu nè. Tôi bị cái gì? Tôi thì nhưng mà tôi nói nghe, cậu khổ một nhưng mà con Vi nó khổ mười. Nó ủa khoan đã, mắc gì dính tới Vi trong đó nữa? Thì con Vi nó bị người ta bỏ rơi mà nó suy sụp tinh thần rồi nó phải nhập viện mà trong lúc nó đang có bầu đó. Vi có bầu. Ừ. Với người nào? Với thằng bạn của nó. Mà thằng đó không chịu trách nhiệm bỏ nó. Trời. Khoan đi, từ coi. Vi nè, Vi là con chú Đức nè đúng không? Đúng. Rồi có bầu với gì? Thằng bạn của nó. Thằng bạn là thằng nào? Làm trong công ty hả? Hay là thằng bạn nào? Bạn đó, nhưng mà bây giờ thằng bạn đó... nhiều thằng bạn lắm, ông sức tài cũng là thằng bạn vậy. Rồi bỏ thằng bạn qua một bên nè. Thằng bạn làm Vi có bầu rồi sao nữa? Buồn lắm đúng không? Tôi biết đang nén trong lòng nè. Bà nói giả hết. Bộ nè, giả bộ hỏi nhưng mà buồn lắm, khóc đi. Khóc ra hết đi. Thương là thương con Vi nè. Nó thân gái á, yếu đuối lắm. Vượt qua mấy chuyện này không nổi đâu. Nhiều khi bây giờ nó suy sụp tinh thần rồi nó tự tử không nên á. Khóc đi. Khóc đi, gào lên đi. Vi ơi, trời ơi, tại sao ra nông nổi này hả Vi? Đúng rồi. Khóc đi. Thank you.
có sao không? Hả, có sao không? Trời ơi, thương con quá Vy ơi. Trời ơi, thương quá. Em có sao vậy? Thương quá. Anh lo quá trời luôn à. Đừng làm chuyện dại dột nha Vy. Lo gì mà lo. Anh có quan tâm gì tới tôi đâu. Bữa lo tôi quán cà phê nữa mà. Anh xin lỗi em. Nhưng mà từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc cho em. Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Cái gì? Cậu chịu trách nhiệm? Đúng rồi. Thôi cậu Tùng ơi, cậu thật là cao thượng. Tôi ngưỡng mộ cậu quá. Đây đây con ơi, nè nước nè. Ủa, hai người nói cái gì mà cao thượng mà ngưỡng mộ? Cái gì mà chịu trách nhiệm là sao? Uống nước đi trời con. Trời ơi, chú nói vậy làm sao? Cậu Tùng đây á, chịu trách nhiệm đổ vỏ cho con gái của chú đó. Tôi thất vọng về hai cha con ghê vậy đó. Khác. Cái gì vậy nụ, gì nói gì vậy? Hả? Đổ vỏ gì? Ai ăn cái gì mà đổ vỏ? Trời. Cậu Tùng á, chịu nhận làm cha của đứa bé trong bụng con đó. Hả? Mọi người đừng bất ngờ. Vy à, anh chấp nhận hết. Anh chịu trách nhiệm hết. Sau này ai hỏi bất cứ cái gì cứ nói anh là cha của đứa nhỏ. Trời đất ơi. Chú Đức yên tâm, con có kinh nghiệm chăm sóc mấy đứa nhỏ. Hả? Yên tâm đi, từ nay về sau anh không bao giờ bỏ rơi em nữa. Hay còn quá. Riêng cái thằng khốn nạn đó, đừng cho anh gặp nó. Anh gặp nó đâu, anh đánh nó rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì? Vy, Vy, Vy. Anh có mua dầu gió cho em nè. Vy Tùng. Nè. Là nó hả? Nó đó. Ừ. Nó đó. Ê, trời ơi, sao tự nhiên đánh nó vậy? Làm cái gì vậy? Bình giật nó, đừng bình giật nó, riêng thằng này là... Ê, trời ơi, sao cái gì kỳ vậy? Ê, sao vậy? Cái gì vậy? Mày không phải là con người nữa. Mày thương con gái người ta. Người ta âu với mày. Bây giờ mày nói mày thương xong mày bỏ hả? Mày bỏ mày phải là con người không? Ê, trời ơi, cái gì vậy hả? Là sao? Chú Đức nghe tôi nói nè, bây giờ bắt nó vào cho công an. Không thể là chấp nhận một thằng con rể mà kinh khủng như vậy được. Bà nghe nó nói. Mày nói đi em. Chị nói cái gì tôi không hiểu vậy? Tôi là cháu của chú Đức mà, làm sao là con rể của chú Đức được? Trời đất ơi, ngộ ghê không? Nó là cháu của tôi. Trời ơi, lâu quá rồi nó không có thấy tôi, nó lên nó thăm tôi. Má nó kêu nó lên đây thăm tôi, hiểu chưa? Tự nhiên đè đánh con ta à? Con nào biết, con nào có hay? Hay quá hả? Bà nụ nói gì sao tự nhiên nói ai làm cha đứa bé rồi sao thằng này khốn nạn gì? Con có bầu nào mà làm cha đứa bé á? Thì nói chứng kiến gì đó rồi nói nghe rồi bắt bỏ đứa nhỏ gì đó. Thì sao? Thì là tại gì? Không được, nhất định là không nhận. Không nhận, nó không nhận kìa. Với em á, là mẹ con. Như tôi á, là không bao giờ được. Chẳng lẽ Huy có chữa? Thôi. Nghiễn lạnh quá. Huy, sao vậy? Đi bệnh viện nha. Em đi bệnh viện đâu, sợ bệnh viện lắm. Ê, không được, em đi đi. Em mà có chuyện gì á, anh không chịu trách nhiệm đâu. Đi, đi bệnh viện, đi. Đi. Lậu ơi, kiểu này á là đi bệnh viện khám thai đó. Trời ơi, tội nghiệp cậu Tùng quá. Đó. Trời ơi, mọi người hiểu lầm hết rồi. Hôm đó con gặp anh Tèo ngoài quán cà phê là tại vì hai anh em lâu quá mới gặp lại nhau. Con mới tâm sự cho anh Tèo nghe cái chuyện là con gặp lại mẹ. Là con hỏi là con nên nhận lại mẹ không. Anh Tèo mới nói là không, đừng có nhận lại mẹ. Đó, vậy thôi à. Mà bữa đó xui là tự nhiên con bị trúng gió. Anh Tèo mới đòi dỡ con đi bệnh viện. Con không chịu đi. Vậy thôi á. Mọi người cứ... Nụ ơi là nụ. Nụ bậy lắm mà nghe. Tèo ơi, anh muốn cái gì nữa? Tôi chỉ muốn là lời nói đầu tiên cho tôi xin lỗi Tèo. Một lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng của tôi nha Tèo. Anh Quýnh còn xin lỗi gì nữa? Không mấy giờ Tèo giọng lên tôi hai cái đi Tèo. Thôi, vậy đủ rồi. Bây giờ mọi người ngồi xuống hết. Mày qua bên này đứng. Bây giờ nè, tôi nói như vậy. Qua cái chuyện này đó, thấy không? Ủa, cái gì vậy? Cái này là để dựa hoặc là ôm chứ không có để ngồi lên được, hiểu không? Rối quá. Bây giờ nó như vậy nghe.
Có nghĩa là qua cái sự việc này, tôi thấy được cái tình cảm của cậu Tùng đối với con gái tôi. Thật sự mà nói là tôi rất là cảm động. Tôi rất cảm động cái chuyện này. Đó, cho nên hôm nay tôi xin vui vẻ mà tôi báo cho một tin. Có nghĩa là tôi quyết định tôi sẽ xem xét lại chuyện này. Xét nữa hả chú? Thì phải xét chứ. Trời ơi, đâu có dễ dàng buông thả vậy được. Phải xem xét cho kỹ chứ. Tình cảm người ta làm gì mà còn xét nữa. Trời ơi, xét chứ. Nói chung là qua chuyện này thì tôi cũng xin lỗi chú chứ xin lỗi mấy đứa nha. Tất cả là tại ông Tài hết á. Mọi người yên tâm, mọi người yên tâm. Tên Quốc Ngựa Chi Phong không trốn thoát được đâu. Tôi đã báo công an, dân phòng, lực lượng dân quân tự vệ bố ráp hết toàn bộ xung quanh rồi. Nó sẽ bị bắt trong giây lát nữa thôi, mọi người yên tâm. Trời ơi, mày có điên không hả? Mày có điên không Tài? Một cái nhà tao là cái ổ tội phạm thôi. Mày kêu nguyên một lực lượng tới đây bao giây làm cái gì? Mày có điên không hả? Mọi người nghe không? Coi vụ đó, công an đang tới đó. Tụi thấy tôi giỏi không? Tài sao? Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Ê, sao siết mạnh vậy? Mạnh quá hả? Này chơi ăn chơi mà, sao làm thiệt vậy? Không phải, anh phải làm vậy nó mới thật chứ. Nhớ như vậy em dặn chưa? Nhớ rồi. Em nhớ mở cửa cho Linh vô nha. Ủa? Bị gì vậy? Anh Tùng bị gì vậy? Ủa sao tự nhiên cho anh Tùng vậy? Chị bình tĩnh nghe em nói nè. Ủa gì vậy? Anh Tùng anh chơi chứng khoán, anh bị vỡ nợ, anh lên cơn sốc. Trời đất ơi, cái gì vậy? Hả? Trời, anh Tùng ơi. Đừng có lại gần ảnh. Sao vậy? Nguy hiểm lắm chị. Nguy hiểm cái gì, anh bị gì vậy? Thấy chưa? Anh Tùng ơi, anh bị cái gì vậy em? Anh lên cơn động kinh đó, em phải trói anh lại. Rồi bây giờ làm sao? Trời ơi, không được, phải để anh từ từ anh hạ xuống mình nói chuyện được. Ê, tao muốn chém quá. Tao muốn chém quá, khi bây giờ cho tao chém đi. Thấy chưa? Chém hả? Ê, nói nghe, đưa điện thoại cho anh chém cái cây đi, cho nó đỡ. Trời ơi. Không, tao muốn cắn. Tao muốn cắn. Đứa nào nói thương tao cho tao cắn. Trời, chị. Gì vậy? Tôi giờ phải kiếm gì cho anh cắn? Anh đang ngứa đúng không? Chị không có gì cho anh cắn cả. Chị không có... Biết rồi, đợi xíu. Cái gì vậy chị? Đứa ngồi lấy gì cho anh cắn đi. Anh ơi, cắn đi. Tao điên chứ tao đâu có ngu. Cái này cay lắm. Sao không cắn? Cuộc đời tao cắn ớt nhiều rồi. Lấy cái khác đi. Kiếm cái khác đi. Không thì kiếm cái gì cho tao chích đi. Tao cũng chích quá rồi. Từ anh ơi. Đây nè, anh lựa đi. Anh cắn chanh luôn. Không, chua lắm. Cắn chua. Tao vitamin rồi. Cái này được nè. Cắn đi. Cái táo rửa chưa? Hôi quá nè. Ê, sao cáo kìa, cái táo mà nghe một cáo á. Trời ơi, coi cắn đi anh cắn đi. Làm sao nữa. Cứ để cho anh cắn đi, anh cắn gì nào hết cái táo thôi. Trời ơi. Có đứa nào ở nhà không? Mở cửa. Ai vậy? Ai bất lịch sự gì trời, đứng trước nhà. Không có ai ở nhà hết trơn á. Không có người cả nhà. Mày dám trả lời hả mày? Mở cửa ra. Mày đây rồi. Mày tưởng tao không tìm được mày hả? Nè, mấy người là ai vậy? Sao vô nhà người ta nghinh ngang? Bỏ tay ra khỏi người anh Tùng. Ê, đừng có kêu vậy. Anh là giang hồ đó, anh là giang hồ. Mày nghe chưa? Tao là giang hồ nha mày. Tao nợ tao mày tính sao? Yeah. Mày định quịch hả? Em không hả? Có tiền anh ơi, em không mày, có tiền. Trời ơi, cậu đi, cậu đi. Người ta nói là nắm người có tóc ai, nắm người chọc đầu. Tóc ông gì sao mà nắm? Trời ơi, anh đã khó một nắm rồi. Tóc nắm đi. Tôi ra đây nè. Nè, tao nói cho tụi bay biết. Bữa đây là một là nó đi, hai là tao đi. Mày chọn đi. Nhưng mà anh nói mày đi đi. Gì vậy? Giỡn mặt hả? Bây giờ tao nói lại, một là tao đi, hai là nó đi, mày chọn đi. Được. Hai bay đi luôn đi. Trời ơi. Trước sau gì cũng đi mà. Trời ơi, đợi con khác đi mày ơi. Đợi con khác. Giờ tao bay chọn đi. Một, nó lại, hai, tao đi. Anh ơi, anh trai, anh chỉ đổi thứ tự thôi, anh trai hiểu không? Anh mệt á. Nói chung là bữa nay nó phải trả tiền cho tao. Đúng rồi. Nợ bao nhiêu? 20 triệu. Vậy luôn. Cái gì? 10 năm trước.
Bây giờ là nó lên tới 20 tỷ rồi. Bây giờ làm sao trả không? 20 tỷ đúng rồi. Anh mượn tiền lời mà. Anh điên rồi. Anh nghĩ làm sao mượn 20 triệu mà 10 năm sau lên 20 tỷ? Anh điên hả? Không phải, tại vì tiền lời nó bạc rác quá em ơi. Một ngày đóng 10 triệu, em tính đi, một tháng là 300 triệu, một năm là 3 tỷ, 10 năm là 30 tỷ rồi. Mày tính tao hỏi tao lời nhiều vậy? Nói chung là năm nó thiếu tợ tao 20 tỷ, tụi bay trả đi. Lộn rồi, giờ tính ra cái 20 tỷ ra tính. 20 tỷ hả? Đúng rồi. Em ơi, em lui lại đi, đừng bước tới. Anh có vũ khí trong người đó nè. Bây giờ vũ khí anh giấu trong người anh đó. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Tụi bay trả không? Bình tĩnh, chuyện gì cũng giải quyết được. 20 tỷ chứ gì? Đúng rồi. Xin lỗi anh, tôi không có. Mày không có mà mày mạnh miệng à? Được rồi, bữa nay tao xiết đồ nè. Ê, còn gì để tao xiết? Còn sao không còn gì xiết vậy? Dễ vậy thì tao gán người. Bây giờ người đứa nào tụi bay phải đi theo tao để tao gán nợ thằng này. Giờ đứa nào yêu thằng Tùng nhiều nhất? Đứa nói. Thôi lỡ rồi, từ từ đi. Trong hai người tính đi, trong hai người, người nào giá 20 tỷ? 20 tỷ. Cao giá. Giờ đứa nào? Trời ơi. Thôi gì đi, coi thứ ai yêu Tùng nhiều nhất. Trời ơi. Trời ơi, giờ này còn xím xăm nữa sao? Giờ này hai người còn xím xăm sao? Hai người đó, hai người thương tôi mà. Ai là người quyết định đi đây? Anh Tùng. Được rồi, yêu đi. Giờ sao? Chị thương anh Tùng nhiều lắm. Không có hết chị. Giờ đứa nào? Giờ cô phải không? Cô phải không? Cô phải đi theo tôi. Không. Anh, tôi không có đi theo mấy người được. Nếu như cô không đi thì thằng này nó sẽ đi theo tôi. Lên. Bây giờ sao? Chị cứu anh Tùng đi mà chị. Đi không? Đi chị. Nhưng mà chị không. Chị cứu không? Chị chứ. Nó đi rồi. Bây giờ tao xử con này. Tao cho mày chết. Vô cái đi. Trời ơi, chúc mừng nha. Tao nói bây giờ là dính nhau như là keo dính chuột vậy đó. Cũng phải nhờ công lớn nhất của người đàn ông này. Gì? Gì đàn ông bà nội? Trời ơi, người ta gì kêu đàn ông? Ồ quên, có người phụ nữ này. Anh thật sự là không ngờ cái kế sách của em như vậy luôn á. Nhưng mà nó có hiệu quả ha. Phải vậy chứ. Phải nói là hên nha, hên là bà chịu đồng ý đi á. Chứ không là bà đứng lại là trời ơi, tôi gãy nẹp luôn á. Trời ơi, xỉu luôn vậy á. Ai giống? Ê, vậy? Nè, okay. Bây giờ muốn gì vậy? Đúng rồi. Hai người đi theo tôi. Không cần diễn nữa. Vậy thôi. Hai người làm gì vậy? Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Hả? Tại sao? Anh nói đi anh Tùng. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Tại sao? Là tôi đó. Tôi làm tất cả những chuyện này vì cô luôn tìm đủ mọi cách chia rẽ tôi và anh Tùng. Nhưng mà cô cũng thừa hiểu là tôi và anh Tùng đang yêu nhau mà. Vì nó đúng rồi. Nhưng mọi người có thể cười cợt trên cái nỗi đau của tôi. Hai người không biết tôi đã lo lắng cho hai người như thế nào. Không. Hả? Linh ơi, bình tĩnh Linh ơi. Tại vì em cứ tìm mọi cách em đến với anh mà mặc dù biết là anh đâu có thích em đâu Linh. Trời, hạnh phúc mà cưỡng cầu thì đâu có được Linh. Em tìm đủ mọi cách em đến thì Vi phải tìm đủ mọi cách để đẩy em đi thôi. Cái chuyện đúng rồi mà. À, hiểu rồi. Mấy người muốn tôi đi lắm chứ gì? Được rồi, vậy để tôi đi cho mấy người vừa lòng. Linh làm gì vậy Linh? Hả? Linh làm gì vậy? Cô sẽ không bao giờ phải tốn thời gian để đuổi ai nữa. Trời ơi, lại nhậu nhẹt rồi xong rồi kiếm cách thì xỉn rồi kiếm mối tôi nữa nè. Nhậu cái gì? Trời ơi, những cái chai là biến thuốc độc rồi. Thuốc độc hả? Trời đất ơi, bây giờ chị cái gì nữa? Lấy nước lọc uống. Nước lọc ở đâu? Trời ơi, nhà mấy người sao tôi biết nước lọc ở đâu? Bây giờ phải làm gì cho Linh tỉnh đi? Trời ơi, còn nói nữa, đưa đi bệnh viện liền đi. Đi bệnh viện lẹ lên. Tôi không. Thôi rồi. Mừng quá, thôi rồi.
ông nội Tùng đó, trước giờ mình tàn nữa, đàng hoàng đứng đắn, ai về bây giờ còn dính xã hội đen nữa. Hồn quá, lành trí bán cho con Vi không là chết rồi. Nhưng mà mình làm vậy có ác quá không ta? Lỡ như Võ Vi bị thằng giang hồ đó bắt đi thiệt, rồi bán qua biên giới, vô nhà chứa, như vậy đã tàn một đời qua. Mình dù gì thì cũng hai đứa con rồi, chẳng còn gì để mất. Còn con Vi là con gái, có chuyện gì tội đời con nhỏ. Chị Linh, bây giờ thì em đã hiểu chị quay lại đây là vì em. Thật ra là em không muốn làm chuyện này đâu, nhưng mà chị cũng biết là em thương anh Tùng như thế nào. Tất cả là tại em, em xúi anh Tùng làm tất cả những chuyện này. Chị Linh à, em xin lỗi. Linh ơi, lỗi của anh đó Linh ơi. Nếu như mà anh tỉnh táo chút xíu thì anh không cho Vi làm vậy đâu. Linh có trách thì trách tôi nè. Đúng, em không có trách ai đó. Em sai, em sai trong chuyện này. Khi đứng trước sự lựa chọn giữa anh và những điều em yêu thương, thì em nhận ra là em không đủ can đảm để chọn anh. Em còn những người khác để em chăm sóc, đó chính là Candy và Quỳnh nợ. Con của em cần em nhiều hơn, giờ em cũng cần con em. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Mới bước vô ngôi nhà này là thấy cái decor nó không phù hợp với trẻ thơ rồi, mà nó phù hợp với những người có tuổi thơ bất hạnh cô. Trời ơi, thời này là thời nào rồi mà còn điện thoại, mà điện thoại xây số nữa. Cô ơi là cô, cái nhà này là dành cho con nít, nó cái gì nó cũng phải phù hợp đó. Đây, ví dụ nè, nó thời này là thời nào rồi mà còn băng cassette rồi quay đĩa nữa. Bây giờ bớt nhận xét về cái đề con của căn nhà này được không? Tôi thấy chướng tay gai mắt quá chứ tôi không có thiệu nhiều thời gian đâu. Tôi rất là bận. Thì cậu cũng biết rồi, tôi làm ở hội phụ nữ mà tôi phải xuống giải quyết những vấn đề như vậy, phải qua này phường, quận rồi mới tới sở. Cậu không thể nằm mà vượt bậc được, hiểu chưa? Nhưng mà tôi không có nhiều thời gian, hiểu không? Đây là tôi nè, tôi là chủ nhà đây. Tụi con vô đây. Ba, đó là chú này nè, tự nhiên chú vô nhà rồi bắt tụi con đi theo chú à. Rồi chú còn nói chú là bác tụi con nữa. Trời ơi trời, trời ơi cháu trai của tôi đây mà. Trời ơi cưng quá vậy nè. Biết bao lâu rồi mới gặp con. Trời ơi thấy mặt cưng quá. Trời ơi nhớ chú không con? Chú nhớ con lắm An ơi An. Cưng quá. Anh ơi. Hả? Mày không phải tên An. Rồi nhớ rồi. Trời ơi tại xúc động quá quên. Tùng ơi, chú nhớ con lắm. Là tên ba đó. Là tôi nè. Ủa cháu anh mà anh không nhớ tên là sao? Không, tôi nhớ là có, trong hai đứa là có đứa tên An. Đó, giờ không phải con tên An đúng không? Đây, An chắc chắn là con rồi. Trời đất ơi, qua đây con. Ủa mà khoan đã. Anh cứ bình tĩnh, anh ngồi xuống đi. An, Bình, An, một trong hai đứa. Lúc nào An cũng đi với Bình, bởi vậy ta đi chùa ta hay cầu Bình An là vậy đó anh. Ủa, cháu của mình là mình không nhớ tên là sao anh? Lúc mà tôi đi á thì hai đứa nó còn nằm trong bụng mẹ, cho nên là có gặp nhau đâu mà nhớ. Bây giờ về đây xúc động quá, kêu lộn không được sao. Nhưng mà giờ tóm lại nè, hai con về bây giờ kể từ đây là về nhà ở với chú ha. Khoan, anh chưa có được đưa hai đứa nhỏ đi đâu. Ủa sao vậy? Như tôi đã nói với anh phải hoàn tất thủ tục. Ít nhất là 7 ngày sau khi anh chứng minh được ADN của anh trùng khớp với mấy đứa nhỏ thì lúc đó mới tính. Quay. Quay cái gì mà quay? Chị Nụ nói đúng rồi. Từ đây tới đó anh muốn qua thăm mấy đứa nhỏ thì anh cái gì qua thăm.
Rồi sau khi mà có xét nghiệm rồi đó, hợp lý rồi đó, thì anh gặp chị nụ thêm một lần nữa để lên gặp phòng tư pháp, người ta giải quyết cho anh. Ready? Yes. Lì ha. Nín. Tại sao con lại hỗn với lại chị hai? Ba dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi? Làm em thì sao? Không được quyền hỗn hào với người lớn. Lần này ba đánh một cây nha. Lần sau còn tái phạm, ba quýnh con 10 cây. Cho con sợ biết chưa? Biết chưa? Thôi Bình, ba tha thứ cho em rồi đó. Em lên rửa mặt đi. Xin lỗi ba rồi lên rửa mặt nhanh lên. Chị em đi. Tại chị mà tôi bị đánh đó. Con mới nói gì đó? Con mới nói cái gì? Ba mới dặn sao? Vừa mới dặn xong lại tái phạm hả? Nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm. Nằm xuống. Ba đánh con 10 cây. Ba phải đánh con 10 cây. Nằm xuống không? Nè, nằm xuống. Nè. Gì đó? Oh my god. Nè, anh làm cái gì vậy? Hả? Tôi dạy con tôi. Bạo hành trẻ con hả? Oh my god trời. Tôi phải báo police. Kêu police, kêu cảnh sát tới đây bắt anh. Tôi quýnh ông luôn bây giờ. Police gì hả? Ông đừng có tào lao hay chưa? Con tôi hơn tôi dạy đó. Báo cái gì? Báo cái gì? Không có ai dạy con trẻ mà đánh đập như vậy hết. Anh chỉ là như một người dẻ thôi. Trời đất ơi. Anh chị hai ơi, em cảm thấy có lỗi với anh chị quá. Ở trên thiên đàng có gì tha lỗi cho em. Bấy lâu nay em đã để cho hai đứa cháu ruột của mình bị một người đàn ông có tâm hồn của người dẻ này đánh đập. Trời ơi, thôi được rồi. Kể từ bây giờ, hai con đi về ở với chú. Thôi, con ở với ba Tùng. Đúng rồi đó, chị cũng thấy là hai đứa phải ở với ba Tùng á. Ba Tùng thương mấy đứa, ba Tùng mới đánh mấy đứa, ba Tùng dạy mấy đứa. Cho nên mấy đứa đừng có đi nha. Oh, who are you? I am a daughter. Là cháu ruột của ông Tùng hả? Đúng. Đúng rồi. Giờ tôi mới biết là chính xác là ông bà nói không có sai. Người ta chỉ thương cái gì là máu mủ ruột rà thôi. Nó này cháu ruột đúng không? Cháu ruột mới thương thôi. Còn dạy như là hai con. Trời ơi trời, khóc luôn rồi kìa, thấy thương quá. Hai đứa là con nuôi mà làm sao người ta thương được. Thôi bây giờ hả, hai con là về ở với chú đi. Chú hứa là sẽ lo lắng, là chăm sóc cho con đầy đủ và đặc biệt là không bao giờ đánh hai con. Chịu không? Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Chị Nụ ơi, tính tiền chị ơi. Có liền. Ủa, nhân viên mới của chị á hả? Dạ. Nước ngọt, đá chanh, dưa ua, tổng cộng 100 chặng à. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Nụ ơi, Nụ ơi Nụ. Tối nay á, cặp đôi Vi Tùng á, đi ăn thịt nướng á. Sẵn á, hai đứa mình cũng đi luôn, công khai chuyện chúng mình nha. Mệt quá, nhà ta đang rối ren lắm kìa. Không biết gì hết. Hả? Tùng với Vi chia tay hả? Trời, tào lao quá vậy. Chứ sao mà rối ren? Từ từ tôi kể cho nghe, bây giờ tôi đang rất là rối. Bây giờ đi vô rửa ly giùm cái đi. Dì Nụ ơi, dì Nụ. Dì Nụ, có chuyện lớn rồi, dì Nụ ơi. Chuyện gì vậy con? Hình như là hai đứa nhỏ, nó muốn đi theo ông chú đó rồi đó. Cái chuyện đó thì dì biết rồi. Hôm qua dì mới hướng dẫn cho ông chú đó làm giấy tờ nè. Nhưng mà chưa có đi được đâu. Còn phải đợi thủ tục này nọ xong hết mới được đi. Con thấy á, ông chú đó dẻo miệng lắm luôn á. Thì đúng rồi. Với dì mà ông còn dẻo miệng gì đâu luôn. Thích lắm luôn á nha. Thích ai? Nụ vừa phải đó nha. Thằng đó là thằng nào? Kêu đây đi, tôi ăn thua đủ với nó luôn á. Thấy ghê quá. Đi vô rửa ly đi. À, mà dì Nụ, con thấy á, hai đứa nhỏ coi bộ cũng kết ổng lắm rồi nha. Kết chứ sao không kết. Dì Nụ ơi, giờ sao hả dì? Sao trăng gì nữa? Nhà con đang có biến. Ê, ba về rồi đây. An Bình nè. Có gà rán rồi nè. An Bình. Hi Daddy, have a good day. Chào ba, ba có khỏe không? Trời đất ơi, bữa nay hăng nói chuyện gì kỳ cục đi. Ủa, tụi con tập văn nghệ hả? No, không phải. Không phải mà sao ai giọng cái mặt con gái của ba đổ quét vậy trời? Ai mua mấy bộ đồ này cho con vậy?
It's me. Hello. Đó, coi coi, cái tim sang của tụi tôi nhìn sang ghê chưa? Còn nhìn bên kia, phèn quá trời. Đó, đây là thành quả nguyên đêm của chú cháu tôi. Bây giờ tôi đã đi co lại tất cả quần áo cho hai đứa cháu ruột của tôi. Các con có thích không? Dạ thích. Đó. Thích. Thích cái gì? Lột đầu ra hết. Nghĩ sao mà trời nóng gần chết rồi bắt con nhỏ bận hai ba áo mồ hôi mồ kê đổ tùm lum. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi, hai đứa nhỏ là nó phải xứng đáng nhận những cái gì nè thuộc về tuổi thơ của tụi nó. Nè, không phải cháu tôi thì thôi, chứ bây giờ nó là cháu tôi thì phải đặt ba tiêu chí. Đó là phải đẹp, phải sang và phải quý tộc. Đúng không các con? Yeah. Yeah. chuyện gì? Đi ra. Nè, gì vậy? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, khi nào phải đợi kết quả rồi mới được đưa tụi nó đi. Bây giờ không có được đưa tụi nhỏ đi, biết chưa? Đúng rồi đó chị nụ, tự ấy dắt mấy đứa nhỏ đi coi coi coi. Mua đồ đạt cho tụi nó bận rồi, chị thấy không? Trời. Rồi kêu ai make up và quýnh cái mặt con gái tôi hai cục má hồng như ai giọng vô mặt nó vậy đó. Thấy chưa? Người ta còn bất ngờ nữa nè. Sao vậy chị? Đẹp quá. Trời đất ơi. Đó. Ai sắm đồ cho tụi con vậy? Là tôi đó chị. Một tay tôi đi coi cho hai đứa nó đó. Chị thấy sao nè? Đẹp. Đẹp mới cùng lâu chứ đẹp. Tự nhiên đâu xong vô khen ta đẹp à? Tụi con có thích vậy không? Dạ thích. Đó, thấy chưa? Sao, giờ chị thấy thích đúng không? Đẹp lắm, đẹp. Nhưng mà chị thích đó thì để tối nay tôi... Đẹp. Còn định làm gì tôi? Tôi định làm gì tôi mà rủ tôi tối nay làm cái gì? Dạ tối nay em qua phòng chị em bàn là em tính nhờ một cái nhà thiết kế riêng đó để design riêng cho chị một cái đầm búp bê. Wow. Nhưng mà gì nụ mà mặc đầm búp bê chắc mất cười lắm á. Đúng, đầm búp bê rất là đẹp. Cái gì đó, ai cho ăn nói chuyện kiểu đó vậy hả? Lúc đầu sao không nói chuyện ngọng nghẹo đi, bây giờ tự nhiên nói chuyện ngọng nghẹo là sao? Nói đàng hoàng coi. Đúng, đầm búp bê rất là đẹp. Anh lúc nào cũng muốn áp đặt tụi nhỏ là sao vậy? Áp đặt cái gì? Nó đẻ ra đâu bị ngọng, sao tự nhiên bận bộ đồ vét vô nói chuyện ngọng kỳ gần chết à? Còn tụi, sao cậu cứ nóng tính vậy? Tôi thấy là mình là cho hai đứa nhỏ mặc đồ vậy rất là đẹp luôn á. Nghe chưa? Bà bên hội phụ nữ nghe chưa? Có cái đầm búp bê không giờ bà trở mặt với tôi phải không? Tôi thấy đẹp thiệt mà. Nè, tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có lúc nào cũng áp đặt cái suy nghĩ, cái lối sống mà quê mùa của mình cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ bây giờ á là cháu ruột của tôi rồi, tôi nhận rồi. Tôi phải cho tụi nó một cuộc sống sung sướng, sống lúc nào phải xứng đáng với cái tuổi thơ, những gì mà nó xứng đáng nhận được. Tụi con có thích như vậy không? Yes. Đó, thấy chưa? Mà chưa hết đâu, tôi tính hết rồi. Các con, hãy cho mọi người biết cái timeline của tụi mình từ đây tới tối nè. Chơi game. Đó. Xong rồi đi ăn nhà hàng. Xong rồi đi coi phim. Đó. Thì quý tộc ghê chưa? Quý là khí khô chứ quý. Không có đi đâu hết. Bà nói chưa? Cởi bộ đồ ra. Ở nhà bà nấu cơm, luộc trứng cút cho ăn. Trời ơi cậu Tôn, sao cậu cứng đầu quá vậy? Bà mới là người cứng đầu đó nha bà nụ. Từ đất ơi, ăn hối lộ. Có một bộ đầm búp bê thôi mà giờ trở mặt với tôi phải không? Cậu không hiểu hai đứa nhỏ gì hết. Chắc bà hiểu hả? Bà làm gì có con mà hiểu. Chứ bộ cậu có con hả? Hai đứa này là cái gì? Con nuôi. Đó, con nuôi. Con nuôi mà, phải con ruột mình đâu, làm gì quá vậy? Trời đất ơi, lo được tốt cho nó thì tôi không nói. Đằng này lúc nào cũng áp đặt cái quê mùa cho tụi nhỏ, thấy thương dễ sợ. Tôi nói cho anh biết nha, tôi đã lên kế hoạch rồi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ đưa tụi nó về nhà ba mẹ ruột của tụi nó. Hai đứa, đây không phải là nhà của hai con. Hai con có nhớ ba mẹ của mình không?